Donald Trump bắt đầu dùng bàn tay sắt với IS và Triều Tiên. Thưa quý vị và các bạn, tuyên bố của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump sẽ chấm dứt quy định giới hạn chi tiêu dành cho lầu năm góc vốn được ban hành dưới thời chính quyền tiền nhiệm Barack Obama và sẽ sớm công bố đề xuất ngân sách mới vạch ra tầm nhìn của ông đối với quân đội Mỹ theo tuyên bố các lãnh đạo quân đội sẽ được trao cho những công cụ để lên kế hoạch cho nhu cầu quốc phòng tương lai nhằm đảm bảo không để những quốc gia khác vượt qua năng lực quân sự của mỹ mỹ cũng sẽ phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa để tự vệ trước các cuộc tấn công từ iran triều tiên và các nước khác cũng theo nhà trắng tổng thống trump sẽ đảo ngược chương trình cắt giảm quân số của lực lượng hải quân và không quân mỹ bởi ông hiểu rõ tầm quan trọng của việc thúc đẩy ưu thế quân sự vượt trội của mỹ tuyên bố cho rằng thế giới sẽ hòa bình hơn và thịnh vượng hơn với một nước Mỹ mạnh mẽ và được tôn trọng hơn. Trong bài phát biểu nhậm chức, Tổng thống Trump nhấn mạnh, trong nhiều thập niên, chúng ta đã làm giàu cho công nghiệp nước ngoài trong khi công nghiệp Mỹ bị thu thiệt, trợ cấp cho quân đội các nước khác trong khi để mặc cho quân đội của chúng ta suy yếu một cách đáng buồn. Chúng ta đã bảo vệ biên giới các quốc gia khác trong khi không bảo vệ biên giới của chính đất nước mình chúng ta đã chi hàng nghìn tỷ đô la ở nước ngoài trong khi cơ sở hạ tầng của mỹ rơi vào tình trạng hư hại mục nát chúng ta đã giúp các nước khác trở nên giàu có trong khi sự thịnh vượng sức mạnh và niềm tự tin của đất nước chúng ta mai một dần lần lượt các nhà máy đóng cửa và rời lãnh thổ của chúng ta mà không mảy may nghĩ đến hàng triệu hàng triệu công nhân mỹ bị bỏ lại phía sau tầng lớp trung lưu của chúng ta đã bị tước mất tài sản nhà cửa để chia lại trên khắp thế giới nhưng đó là quá khứ bây giờ chúng ta chỉ hướng đến tương lai chúng ta tập trung ở đây ngày hôm nay và đưa ra một thông điệp gửi đến khắp mọi nơi mọi thành phố mọi thủ đô nước ngoài và tại mọi trung tâm quyền lực từ ngày hôm nay về sau một tầm nhìn mới sẽ ngự trị tại đất nước chúng ta từ thời điểm này trở đi nước mỹ sẽ được đặt lên trên hết